Và bây giờ, để không mất thời gian quý báu của chú anh chị em, đầu chương trình thì Trong Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào và nhiều sự tốt đẹp và may mắn đến cho các quý vị. Các quý vị đã chờ quá lâu thì chúng ta nên sẵn sàng đi vào bản tin thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. 300 chiến tàu chiến đấu và 20.000 binh sĩ của Nga. Tại sao Nga phải điều động một số lượng lớn như vậy? Đây là một cái sự việc mà lạ kỳ. Đặc biệt là gần đây thì chúng ta nghe rất là nhiều những bản tin xấu về Nga, đặc biệt là vấn đề ở tại Biển Đen. Rất là nhiều chiếc tàu chiến đấu của Nga đã bị tiêu hủy, nhưng Nga vẫn còn khoảng tầm 300 chiếc tàu. Để chúng ta thấy rõ được cái sự hùng hậu hải quân của Nga như thế nào. Bởi vì gần đây thì người ta nói rằng là Nga đã tê liệt về vấn đề hải quân. Nga đã không còn có đủ khả năng tác chiến bất cứ một cái quốc gia nào nữa đánh bằng đường biển. Và Nga muốn phô trương sức mạnh cho thế giới thấy Nga vẫn còn có tiềm năng, sức mạnh của Nga vẫn còn. Tuy rằng cuộc chiến tranh kéo dài tại Ukraine hơn 2 năm vài tháng, Nga đã thiệt hại khá là nặng nề. Cái điều đó chúng ta đều biết, có sói hạm, ít nhất là 4 chiếc tàu đổ bộ, rồi ít nhất là 5 chiếc tàu phóng hỏa tiễn, vân vân và vân vân, phải nói là đếm không xuể. Nhưng mà Nga vẫn còn có những lực lượng. Lực lượng này nó đóng đô ở đâu? Là lực lượng nó đóng đô ở phía miền sườn miền Bắc, tuốt ở miền Bắc, cái nơi mà đóng băng nguyên năm. Và lực lượng nó đóng ở tại khu vực biển Baltic, là cái bờ biển nó gần Phần Lan, rồi Na Uy. Và cái lực lượng nữa là cái lực lượng nó đóng ở khu vực gần Á Châu chúng ta, thí dụ là gần Nhật Bản. Ba cái lực lượng này Nga gom tụ lại thành một để trình diễn và tập trận chung, để phô trương sức mạnh cho thế giới thấy rằng là tuy rằng Nga đã bị thất bại ở tại Biển Đen, cuộc chiến tranh tại Ukraine, nhưng vấn đề hải quân của Nga không thiếu. Nga đã còn hơn 300 chiếc tàu chiến đấu và hải quân của Nga có ít nhất là 20.000 binh sĩ. Tất nhiên con số này so với những đại cường quốc giống như là Trung Quốc chỉ là con số lẻ hết các vị. Nếu mà so với Trung Quốc và Hoa Kỳ là chỉ là con số lẻ, bởi vì Trung Quốc tới mấy ngàn chiếc tàu chiến đấu lận, thí dụ là như vậy. Nên là tuy rằng Nga con số so với những quốc gia nhỏ giống như là Việt Nam chúng ta hay là những quốc gia mà không có khí tài quân sự mạnh đó, thì con số nó đáng kể, nó khá nhiều đó. Nhưng mà so với những đại cường quốc giống như là nguyên cái là Anh Quốc hay là Pháp, đặc biệt là Mỹ hay là Trung Quốc, thì con số 300 chiếc tàu chiến đấu của Nga chẳng là cái gì cả. Để nói chúng ta thấy được là Nga cũng đang muốn chứng minh rằng Nga vẫn còn có đủ khả năng tác chiến trên biển, chứ không phải giống như những tin đồn vừa qua rằng là Nga đã tê liệt hoàn toàn. Từ giây phút này là Nga không còn đủ khả năng tác chiến ở bờ biển nữa. Nên là Nga đã chứng minh cho thế giới thấy là tôi vẫn còn có sức mạnh, đừng khi dễ chúng tôi. Vì các vị biết là đường biển là cái đường hiện bây giờ vẫn là cái đường vận chuyển và là cái đường có khả năng vận chuyển binh sĩ nhiều nhất. Chúng ta biết đường hàng không, nhưng mà cái số lượng hàng không chở binh sĩ nó có giới hạn. Còn đường biển thì có thể chở với một quy mô cực kỳ là lớn. Đặc biệt là biển nó còn có những vũ khí đáng lo, đó là tàu ngầm hạt nhân, vân vân và vân vân. Gần đây thì Nga vẫn tiếp tục đe dọa Hoa Kỳ. Cách đây không lâu thì các quý vị cũng biết là Nga tập trận với Trung Quốc gần khu vực Alaska. Nga đã điều động cả luôn máy bay thả bom hàng đầu của mình. Chúng ta thấy rõ được thì vẫn tập trận thường xuyên nữa gần đây không lâu ở với Cuba. À, cái này Cuba thì Nga tập trận rất là nhiều. Bữa nay thì cách đây một vài ngày thì Nga cũng đang đưa ra một cái kế hoạch sắp tới đây tiếp tục là tập trận với Cuba. Cái mục đích chính là muốn đe dọa trực tiếp đến Hoa Kỳ. Vì muốn gửi thông điệp cho Hoa Kỳ rằng là ê, chúng tôi có lực lượng quân sự sát cái bên biên giới của các anh không xa đâu. Các anh đừng có tưởng là cuộc chiến tranh ở tại châu Âu thì các anh không thiệt hại. Cái điều này thì Nga đã gửi thông điệp cho Hoa Kỳ rất là nhiều lần, rằng là chúng tôi có thể tác chiến đến gần lãnh thổ của các anh. Và các anh nếu có chiến tranh thì các anh cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề, không thua kém gì. Chứ đừng có nghĩ là tại châu Âu thì châu Âu sẽ ảnh hưởng, nhưng tại Mỹ thì các anh cũng ảnh hưởng tương tự. Nên là gần đây cái cuộc phô trương sức mạnh, đặc biệt là hải quân, không quân của Nga thường xuyên, đặc biệt là cuộc tập trận ở khu vực miền Bắc của đất nước Nga, để làm gì các quý vị? Để gửi thông điệp cho Hoa Kỳ biết rằng là nếu các anh muốn đụng độ thì các anh phải trả giá. Đây là cách mà Nga thường xuyên đe dọa chúng ta trong thời gian gần đây. Nhưng Nguyên nói thêm một lần nữa, cái số lượng mà Nga đang phô trương sức mạnh nó cũng nói cho Nga biết là Nga đang sợ hãi. Và Nga đang muốn chứng minh cho thế giới thấy một cái người thật sự mạnh không cần chứng minh cho ai hết. Người ta nhìn người ta đã thấy rồi. Một cái người thật sự mạnh không cần phải chứng minh.
Những cái người cần chứng minh là người đó chưa đủ mạnh. Không biết các quý vị có đồng ý với Nguyên không? Đối với Nguyên, một cái quan điểm là cái người cần chứng minh tôi như thế này, tôi thế kia, là cái người đó chưa đủ một sự tiêu chuẩn đó, nên muốn chứng minh cho người khác thấy. Và hiện bây giờ cái số lượng mà Nga phơi bày thì chúng ta đã thấy Nga không có hàng không mẫu hạm. Nga chỉ có một chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất, vừa qua nó bị tai nạn. Và cái đám lửa đó tuy rằng được dập tắt, nhưng đã quá trình hơn một năm và Nga vẫn chưa có thể khả năng phục hồi cái hàng không mẫu hạm của Nga. Vậy là 300 chiếc tàu chiến đấu của Nga nhưng lại không có hàng không mẫu hạm. Đây cũng thấy rõ được là cái sự yếu kém của Nga so với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì có không có nhiều các quý vị, chỉ có 11 chiếc thôi. Chỉ có 11 thôi. Trên thế giới này chẳng có ai có nhiều như vậy. Trung Quốc là đứng thứ hai bây giờ, có 3 chiếc. Mình Hoa Kỳ không, đứng thứ nhất, 11 chiếc hàng không mẫu hạm. Đó là bản tin đầu tiên mà Nguyên thấy khá là hấp dẫn và nhiều sự việc gây cấn trong cái bối cảnh sự đe dọa của Nga. Sẵn tiện tiếp tục đây thì cho bản tin đe dọa kế tiếp mà Nguyên cũng muốn chia sẻ cùng các quý vị. Sau cái chuyện lùm xùm giữa Đức và Nga, đặc biệt là Đức đã gửi tối hậu thư cho Nga. Sau khi Mỹ muốn trang bị quả tiễn ở tại lãnh thổ Đức, loại quả tiễn tầm xa có thể bắn đến 7.000 cây số. Đây là những loại quả tiễn có thể trang bị đầu đạn hạt nhân. Ngay lập tức Nga có phần đe dọa và cảnh cáo. Đức đã gửi tối hậu thư và cho rằng là nếu các anh không muốn tôi trang bị quả tiễn ở trên lãnh thổ của chúng tôi, các anh không muốn tôi có vũ khí hạt nhân, không sao cả. Cái lý do mà chúng tôi trang bị vũ khí hạt nhân là bởi vì chúng tôi lo vì các anh đã khơi dậy cuộc chiến tranh ở tại Ukraine và cuộc hòa bình trên thế giới đã không còn tồn tại. Các anh chỉ cần lùi binh, rút ra khỏi Ukraine. Các anh trả lại hòa bình cho châu Âu, trả lại hòa bình cho Ukraine. Chúng tôi cam kết sẽ không gắn quả tiễn hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Đây là cái tối hậu thư của ông Olaf đã gửi cho Putin trực tiếp. Nhưng mà cô chú anh chị em có biết gì không? Sau đó thì chúng ta đều biết cái phản hồi của Nga với một câu trả lời có thể nói Nguyên thấy khá là trẻ con. Và ngày hôm qua, Putin đã đe dọa trực tiếp. Ông ta nói rằng là sau khi cái vấn đề của Đức và Hoa Kỳ, chúng ta thấy cái an ninh trật tự của châu Âu đã không còn tồn tại. Từ giây phút này, chúng tôi sẽ sản xuất vũ khí hạt nhân tầm trung và tầm ngắn hàng loạt. Những cái rào cản do luật lệ của quốc tế chúng tôi mạn phép không còn tôn trọng nó nữa. Và chúng tôi sẽ sản xuất hàng loạt. Và cho tôi nói, những cái quốc gia nào đang có ý định xấu về đất nước chúng tôi sẽ trở thành tầm nhắm của lực lượng vũ trang của chúng tôi, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Lời đe dọa trực tiếp đến từ Putin. Các vị cũng biết là ngày hôm nay đó, Nga không có cái gì để đe dọa chúng ta ngoài vũ khí hạt nhân hết. Các vị có nghe qua lời phát biểu của ai đó, nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức hay nước nào đó đe dọa một cái quốc gia khác vũ khí hạt nhân bao giờ chưa? Hình như là không bao giờ nghe cái điều đó. Không bao giờ các nghị viên nghe qua cái bài phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của những quốc gia cường mạnh, đặc biệt là những quốc gia Tây Phương, đe dọa một quốc gia khác bằng vấn đề hạt nhân. Vì họ có một biện pháp khác. Họ có nhiều biện pháp khác chứ không phải là một, để có thể ngăn chặn cái quốc gia đó bằng cách vấn đề kinh tế, vấn đề ngoại giao, vấn đề cô lập vân vân và vân vân. Nên là cái biện pháp cuối cùng họ mới dùng những biện pháp vũ lực. Nhưng chúng ta thấy Nga không còn biện pháp nào khác. Nên là mỗi lần mà xảy ra những sự tranh chấp trong vấn đề ngoại giao hay vấn đề của quan điểm chính trị thì Nga không cách nào giải quyết bằng cách đe dọa vũ khí hạt nhân và đem vũ khí hạt nhân ra hàng đầu để uy hiếp chúng ta. Đây là cái vấn đề mà Putin cho rằng là cái hành động của Đức đã dẫn đến cái vấn đề bất an, trật tự và an ninh của đất nước Nga. Và những cái quốc gia có đầu đạn hạt nhân sẽ trở thành tầm nhắm hàng đầu của Nga. Chuyện này chúng ta cũng dễ hiểu. Thì đây là một cái sự đe dọa trực tiếp qua báo chí của Nga đã công bố qua chính bài phát biểu của Putin ngày hôm qua mà Trung Nguyên mạng phép chia sẻ các quý vị. Tiếp tục những bản tin liên quan đến hạt nhân. Các quý vị cũng biết là gần đây nhất là Nga đã khoe mẽ rất là nhiều loại máy bay cơ hàng đầu của Nga, loại máy bay ném bom Tu-160M. Đây là loại máy bay mà Nga rất là tự hào, loại máy bay đời mới nhất để cạnh tranh với máy bay thả bom của Mỹ, B-2 v.v.
Ngài cho rằng đây là cái loại máy bay có đầy đủ công nghệ, dễ lái, dễ điều hành, cực kỳ là tốt. Loại máy bay có thể trang bị những quả tiễn tầm xa, đầu đạn hạt nhân. Đây là cái bộ ba hạt nhân của Nga. Khi chúng ta nói bộ ba hạt nhân thì nó là như thế nào? Bộ 1 là sao? Bộ 2 là sao? Bộ 3 là sao? Bộ 1, bộ 2, bộ 3 có nghĩa là gì? Thứ nhất là phóng quả tiễn hạt nhân, chúng ta phóng từ đâu? Chúng ta có thể phóng từ mặt đất. Có nghĩa là một cái hệ thống nó phóng từ mặt đất, từ chỗ này nó bay đến chỗ kia từ mặt đất. Phóng thứ hai, chúng ta phóng bằng tàu ngầm. Có nghĩa là trang bị tàu ngầm với vũ khí hạt nhân và từ dưới biển hay là từ trên mặt nước họ phóng lên. Và thứ ba là phóng từ trên không, là từ những chiếc máy bay thả bom, những chiếc máy bay lớn, phi cơ chiến đấu và có thể tấn công vào trên một lãnh thổ khác. Nên tại sao người ta kêu là bộ ba hạt nhân? Nghĩa là trên bộ, đường biển và đường không. Trong miệng cảm ơn Mạnh Thường Quân mới vừa hỗ trợ cho chương trình nhé. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị. Thì cái bộ ba này của Nga đó, đặc biệt là máy bay chiến đấu của Nga Tu-160M của Nga, làm loại máy bay mà Nga với là tự hào. Cách đây không lâu, vào tháng 4 về trước, Putin còn quảng cáo, Putin đến tại chỗ và Putin đã bay cùng nhiều phi công trên chiếc máy bay Tu-160M để quảng bá và gửi thông điệp cho thế giới rằng là chúng tôi có những loại máy bay đáng sợ vô cùng. Loại máy bay này có trang bị quả tiễn hạt nhân tầm xa. Chúng tôi có thể tấn công bất cứ nơi nào trên trái đất này. Và không ai chạy thoát được những sự tấn công của chúng tôi. Thì cái loại máy bay này Nga đã tăng bốc và tự hào rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay thì Nguyên đã nhận được một bản tin khá là lý thú về chiếc máy bay này. Thì máy bay vừa qua đang tập trận. Thì không biết nguyên nhân và lý do nào. Thì Tu-60M khi bắt đầu cất cánh và bắt đầu bắn đạn thử, thì những động cơ máy móc của Tu-60M bỗng nhiên bốc cháy. Bỗng nhiên bốc cháy. Mà không phải là một chiếc. Nhiều chiếc. Nếu là một chiếc thì không ai tránh khỏi. Một chiếc thì không ai tránh khỏi. Các như vậy thì chúng ta nói lâu lâu cái trong cái sự sản xuất nó xảy ra một cái vấn đề lỗi thì chúng ta có thể thông cảm. Nên là nhiều chiếc máy bay. Các vị biết đây là những loại máy bay tốn hàng tỷ Mỹ Kim. Loại máy bay kích cỡ cực kỳ là lớn, trang bị rất là nhiều những cái công nghệ hàng đầu tân tiến nhất của đất nước Nga ngày hôm nay. Với những cái bộ máy có thể nói là với để chuẩn bị cho một cái cuộc đại chiến trong tương lai. Thì trong cái sự tập trận để mà tìm hiểu chiếc máy bay này, trong cái giai đoạn mà kêu là cái giai đoạn mà thử nghiệm đó, thì không biết nguyên nhân gì. Thì khi bắt đầu bắn những loại quả tiễn ra thì những cái động cơ kế bên nó cháy. Động cơ kế bên nó cháy. Thì hiện bây giờ có nhiều nguyên nhân và người ta giải thích cái điều này. Điều gì giải thích đầu tiên nhất là có nhiều báo địa phương họ đã dẫn ra chỉ trích rằng lý do mà nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề mà động cơ bốc cháy đó là bởi vì vấn đề tham nhũng và những vật liệu đã trang bị để xây dựng chiếc máy bay này đã bị ăn chặn ăn xén, cũng giống như mà chúng ta đều biết cái vấn ông hối lộ gì đó, hàng tốt thì không mua mà mua hàng dởm để cái giá cả là hàng tốt. Nên là những cái vật liệu được xây dựng trang bị chiếc Tu-160M này nó không đủ tiêu chuẩn. Nên nó đã dẫn đến cái sự việc là khi lúc những cái động cơ hoạt động với cái nhiệt xuất quá nóng, nó dẫn đến nó bốc cháy. Trong đầu Nguyên nghĩ rồi ơi, chắc là mua vật liệu của Made in China rồi. Khi Nguyên đọc cái bản tin này, bỗng nhiên trong đầu Nguyên suy nghĩ ngay lập tức, cỡ này Nga chỉ có chơi với Trung Quốc thôi. Nga bây giờ có chơi với ai nữa đâu. Chỉ có mua hàng của Trung Quốc thôi. Mà Made in China thì chúng ta biết rẻ thì nó có rẻ đó, nhưng mà chất lượng thì nó không có. Rẻ thì nó có rẻ nhưng mà chất lượng thì nó không có. Nguyên nói rồi, chắc là Made in China nữa rồi. Cái lý do mà Tu-160 mà nó bốc cháy, Nguyên nghĩ là chỉ có nguyên nhân lý do duy nhất là mua những vật liệu, những dụng cụ, những cái vấn đề mà trong những cái động cơ đó là do Made in China thôi. Để chúng ta thấy được là bề ngoài đó Nga rất là mạnh, nhưng thực tế Nga đang suy yếu dần và sự suy yếu nghiêm trọng. Tuy rằng bề ngoài của Nga thì còn rất là nhiều những vũ khí đáng lo, chúng ta thấy rõ được là xe tăng, trực thăng, máy bay, tàu ngầm v.v. Nhưng thực tế những cái chất lượng nó rất là kém.
Để chứng hình đây là những máy bay nó chưa ra thị trường, nó mới trong một cái giai đoạn mới vừa xuất hiện thôi, thì đã xảy ra vấn đề. Có nhiều tờ báo đã đăng và có nhiều người chia sẻ cái bản tin này. TU-160M thì đều bị bắt ở tù với 5 năm tù hết. Với cái tội danh là bôi nhọ danh dự hạ bệ lực lượng không quân của Nga, 5 năm tù. Trong đó có hai người đã bị bắt vì đưa cái bản tin này ra và phân tích lý do tại sao TU-60M đã bị bóc trái. Thì những người này đã bị tội danh, và cô chú và anh chị em, và bị 5 năm tù với cái tội là bôi nhọ danh dự và hạ bệ không quân của Nga. Khổ lắm. Cái thế giới ngày hôm nay nó thật cũng khó đó. Nó thật cũng khó các quý vị. Khó nói thật. À, lời nói thật thì chẳng có ai thèm nghe. Cái đời nó ngộ. Nó tiếu các quý vị. Người ta chỉ có phơi bày một sự thật. Lý do tại sao máy bay bốc cháy thì cũng bị bắt ở tù. Cũng bị bắt ở tù. Đây là bản tin cũng khá là lý thú dành đặc biệt là cô chú anh chị em nào thích khí tài quân sự. Và bây giờ một bản tin lạ kỳ đó. Trong em nói là phải khá là lạ kỳ đó nha. Đó là cuộc nói chuyện đặc biệt giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga và với ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, đó là ông Lloyd Austin. Cái cuộc nói chuyện nó như thế nào mà nó lạ? Cuộc nói chuyện nó ra sao? Để cho Nguyên miêu tả lại cuộc nói chuyện nhé. Các người biết là cái đường dây nóng giữa hai quốc gia, nó có cái đường dây Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng phòng. Để làm gì? Để khi cái tình trạng mà họ trước khi bước vào cuộc chiến tranh, họ phải nói chuyện để thỏa thuận nhau trước. Khi có những cái vấn đề nào đó họ cần nói, họ nói nhau trước để trước khi có một sự xung đột. Đây là cái đường dây cực kỳ là quan trọng. Và cái đường dây này đó, dù bất cứ giờ nào điện thoại thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dù có đang ngủ say, ngủ mê, đang ôm người đẹp đi nữa cũng phải bắt buộc phải bắt. Không thể từ chối được. Đây là trách nhiệm và bổn phận của vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nên là người ta kêu là đường dây nóng đặc biệt. Khi lúc đó thì ông Lloyd Austin, ông nhận được cái cú điện thoại đến từ Nga và ông biết đây là cái đường dây nóng. Ông bắt cái telephone lên, đầu dây kêu là alo, tôi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga. Tôi có cần quan trọng để nói chuyện với ông. Theo tình báo của chúng tôi cho biết là Ukraine đã đưa ra một cái kế hoạch quy mô lớn sẽ tấn công vào trên lãnh thổ của chúng tôi. Và theo tôi biết được là họ đã trình bày cái vấn đề này với các ông và những đồng minh của các ông. Và theo tôi được nhận định và chính xác rằng là các ông đã bật đèn xanh, phải không? Đây là Nguyên văn mà Nguyên phiên dịch lại bằng tiếng Việt cho các quý vị. Ngắn gọn, câu chuyện nó như thế nào các quý vị? Tại sao Nga phải làm điều đó? Và Ukraine có hợp những cái vấn đề đó hay không? Có trình bày cái vấn đề đó hay không? Chúng ta tìm hiểu rõ hơn. Thì các quý vị cũng biết là sắp sửa tới đây đó, Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công của mình. Giai đoạn nào chính xác thì thực tế không ai biết, vì đó là vẫn là một cái bí mật. Tuy rằng có những tin đồn vừa qua, thí dụ là tấn công vào đảo Crimea, giải phóng đảo Crimea, có cái kế hoạch hãn hồi để có thể lấy lại đảo Crimea trong những tháng kế tiếp. Tuy rằng có những tin đồn như vậy mà Nguyên thường xuyên cập nhật cho các quý vị trong vòng vài ngày gần đây. Vài ngày gần đây thì Nguyên cập nhật cho các quý vị. Nhưng chưa có bất cứ một cái tin đồn nào là Ukraine có thể bước vào trong lãnh thổ của Nga và tấn công với quy mô lớn hết. Chưa nhận bất cứ bản tin nào đó. Nhưng theo cái báo cáo của Nga cho biết là Ukraine đã có một cái buổi họp và trình bày cụ thể cái kế hoạch chi tiết của mình để chuẩn bị cho cái cuộc xâm lược trên lãnh thổ của Nga với quy mô lớn. Với quy mô lớn. Và trong cái buổi họp này, Ukraine đã trình bày với Hoa Kỳ và nhiều quốc gia lớn mạnh, thí dụ là Anh Quốc, Đức, v.v. Và tất cả những cái sự việc đó được phía bên, Nguyên cho mạng là phía bên NATO bật đèn xanh để xâm nhập hay là mình kêu là tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga, đặc biệt là lực lượng Ukraine. Thì cái điều này á, là cái điều hiện bây giờ, từ đó tới giờ NATO chưa cho phép. Trong Nguyên nói NATO chưa cho phép điều đó. NATO viện trợ cho Ukraine để vũ khí phòng thủ, để đánh lùi Nga ra khỏi khu vực lãnh thổ của Ukraine, trong đó nó có gồm đảo Crimea. Nhưng NATO chưa bao giờ chấp thuận Ukraine đổ bộ binh sĩ của mình trên lãnh thổ Nga cả. Trong quá khứ, ở tại khu vực Benghot, có một số lượng binh sĩ đã qua biên giới tấn công trên lãnh thổ của Nga. Nhưng đó không phải là binh sĩ của Ukraine.
đó là binh sĩ của Nga mà phản bội Nga mà thôi. Đó là hai cái lực lượng chính, đó là người Nga. Họ muốn chống đối Putin, họ lợi dụng sức mạnh của Ukraine để mà họ đánh vào, để được sự yểm trợ từ Ukraine khi họ cần rút quân về. Chứ họ không phải là người Ukraine. Và cái điều để vừa qua thì người ta không lên tiếng nhiều. Nhưng bây giờ thì Nga cho rằng là Ukraine đã đưa ra một cái kế hoạch động trời. Người không biết là kế hoạch gì. Mà Nga tin chắc rằng là Nga đã có đủ bằng chứng cụ thể và cho rằng là Mỹ đã bật đèn xanh và đồng ý điều đó. Nên Nga muốn xác nhận được phải chăng Mỹ đã đồng ý điều này. Thì ông Lloyd Austin ông nói là tôi không biết. Tôi không biết ông tin từ đâu ra. Và các ông cho rằng là Ukraine đã đưa ra một kế hoạch tấn công trên lãnh thổ của ông quy mô lớn. Hoàn toàn chúng tôi không biết. Còn về bật đèn xanh ông nói thì chúng tôi hoàn toàn không biết nữa. Vì chúng tôi không biết thì làm sao bật đèn xanh được. Phải một cái kế hoạch nào đó mà chúng tôi phải biết. Nhưng quả thật chúng tôi hoàn toàn không biết. Các ông hình như là có những cái tình báo nó có thể đúng chính xác gì hay không. Thì tôi không biết nguyên nhân và lý do nó đã dẫn đến điều đó. Nhưng mà theo cái tình trạng hiện nay ngày hôm nay thì làm sao Ukraine có đủ khả năng tấn công trên lãnh thổ của Nga được. Chuyện đó không thể nào. Ukraine đang vật vã khó khăn, đang đánh Nga ở tại những cái nơi giao tranh biên giới, đặc biệt là trên lãnh thổ của mình. Và bảo vệ từng tấc đất một đã khó khăn rồi. Cao lắm là có thể đẩy lùi Nga ra những khu vực thuộc về đất lãnh thổ của mình. Làm gì có đủ khả năng đi vào trên lãnh thổ của Nga để mà tấn công. Quân đội của Ukraine làm sao có đủ nhân lực, đủ thiết bị mà đi làm như vậy trên lãnh thổ của Nga được. Nó khá không thể nào thực thi được. Nó là vượt qua cái sự suy nghĩ của Nguyên. Nên là Nguyên không biết là ông phía bên bộ trưởng của Nga đó, ông lấy thông tin từ đâu, tình báo gián điệp của ông như thế nào, mà ông khẳng định giống như là đinh đóng như cột là cái kế hoạch nó đã được thực thi và nó đang chuẩn bị cái kế hoạch này trong những ngày kế tiếp. Ây da, tình trạng của cuộc chiến nó có nhiều sắc màu lạ kỳ các quý vị. Nó có sắc màu lạ kỳ. Theo những nhà phân tích cho biết, lý do mà Nga làm điều đó, mà giả bộ nói cái điều đó là để gì? Chia rẽ nội bộ giữa Mỹ, giữa Ukraine và đồng minh khác. Bởi vì nếu mà Ukraine chuẩn bị đưa ra một cái kế hoạch như vậy mà chưa được phép của Hoa Kỳ hay của châu Âu, thì trong tương lai Ukraine sẽ không còn được cái sự gói viện trợ. Đó là một việc. Việc thứ hai, nếu thật sự cái kế hoạch nó có mà Mỹ bật đèn xanh mà nó bị tiết lộ ra bên ngoài, thì trong nội bộ tình báo là ai? Trong nội bộ tình báo, vì trong những cái buổi họp mật như vậy thì nó vô cùng bí mật, làm sao tiết lộ ra được bên ngoài? Vậy là phải tình nghi lẫn nhau ai là gián điệp trong nội bộ. Nó sẽ dẫn đến nhiều sự việc lo lắng hơn. Đây là những bài phân tích cho những nhà chuyên gia về vấn đề nghiên cứu chính trị, địa lý chính trị. Thì Huy cũng không biết rõ của chú và anh chị em, tình trạng thế giới ngày hôm nay, những bản tin thật giả lẫn lộn, dàn giả dàn thật lẫn lộn. Bây giờ nam nữ cũng khó phân biệt nữa. Nó thật luôn, với cái công nghệ ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay nó đảo điên điên đảo lắm. Bây giờ người tỉnh với người điên khác biệt không bao nhiêu. Nên là nhiều khi bây giờ kêu Nguyên là bây giờ phân tích được cái bản tin này cụ thể nó như thế nào, thì đối với Nguyên nó khó lắm. Đặc biệt là Nguyên không tin được là Ukraine có đủ khả năng làm điều đó. Cái mà Ukraine có đủ khả năng duy nhất có thể làm, đó là đánh lùi Nga ra khỏi biên giới của mình. Đối với Nguyên chỉ đó là cách duy nhất mà thôi. Chứ không cách nào hơn, mà đặc biệt là không thể nào đánh hết. Trong cái thời gian gần đây cao lắm là Ukraine có thể tập trung lực lượng giải phóng một khu vực nào đó, chứ không cách nào đánh hết nữa. Đừng nói chi rằng là Ukraine có đủ khả năng đi sâu vào trên lãnh thổ của Nga, là một cái điều nó khó biết, hoàn toàn nó khó biết hết. Nên là để chúng ta thấy rõ được ngày hôm nay có nhiều bản tin mà các quý vị cũng nên thận trọng. Nghe thì nghe nói nghe thôi, chứ mà tin thì cũng đừng tin hết nha, đừng có tin hết. Thực tế thì các quý vị cũng biết là Nguyên làm cái công việc này nó cũng khá lâu rồi. Thông tin về chính trị và chiến tranh này thì Nguyên làm đâu phải một ngày một bữa, Nguyên đã làm nhiều năm. Nên là những cái đường dây nóng, những cái cách làm việc thì Nguyên cũng đã quen dần. Và Nguyên cũng biết cách làm sao có những cái nguồn tin chính thức, xác thực. Nhưng thực tế mà không phải cái gì Nguyên cũng tin đâu. Nếu mà Nguyên tin hết là chắc bảo đảm với các quý vị là diễn đàn của chúng ta đã có nhiều tin vịt lắm rồi. Nhiều khi người ta chia sẻ bản tin cho Nguyên thì Nguyên đọc để mà Nguyên tham khảo, để cho Nguyên mình cập nhật thời sự, thông tin nóng bỏng. Nhưng mà thực tế sau khi Nguyên đọc rồi thì Nguyên ngồi Nguyên ngẫm nghĩ lại, Nguyên ơi,
cái bản tin này không ổn rồi nha, không ổn rồi nha, bản tin này có vấn đề à. Đó là nhiều khi mình nghe thông tin thì chỉ nghe với một mặt, còn mặt khác chúng ta còn phải đi tìm hiểu để biết thật hư như thế nào. Và bây giờ tiếp tục bản tin kế tiếp, chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những bản tin sôi động khác liên quan đến Hungary. Các quý vị cũng biết là gần đây thì ông Viktor Orbán đã làm mưa làm gió và sự tranh cãi rất là lớn, đặc biệt là sau cái chuyến đi của ông ta thăm Putin mà Liên minh châu Âu chưa gửi ông ta đi. Lý do mà có nhiều người cô chú anh chị em á, đặc biệt là mấy anh chị em ở bên Red Bull đó, rất là cho rằng ổ lý do kỳ vậy, ổng đi thăm ai cũng được mà, tại sao phải làm phiền phức ổng. Thực tế thì ổng thăm ai cũng được, chỉ có điều là trong cái giai đoạn này ổng đang giữ một cái chức vụ rất là cao ở trong Liên minh châu Âu, và hiện bây giờ ổng đi đâu ổng cũng không phải là đại diện cho cá nhân, mà ổng còn đại diện cho một cái tổ chức lớn, đó là tổ chức châu Âu 27 thành viên quốc gia. Nên là khi lúc đó ổng đến Moscow gặp Putin, nhưng ổng không có công bố trước cho Liên minh châu Âu, và ổng cũng chưa được sự chấp thuận của Liên minh châu Âu, và ổng đã đi một cách tùy hứng. Thì cái điều đó đã dẫn đến nhiều sự bất mãn. Ngoài ra thì gần đây nhất ổng đã có những cái hành động đe dọa Ukraine, rằng là Ukraine mãi mãi không bao giờ sáp nhập được NATO, mãi mãi không được sáp nhập vào châu Âu đâu. Ông ta dùng cái từ là mãi mãi đã làm cho rất là nhiều người bất mãn, và bắt đầu cái phong trào tẩy chay Hungary càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là hai quốc gia đầu tiên trên thế giới đã kêu gọi đuổi Hungary ra khỏi liên minh, đó là Phần Lan và Ba Lan, mà ngày hôm qua Nguyên có chia sẻ. Và bắt đầu có những cái xu hướng muốn tẩy chay Hungary nhiều hơn. Đặc biệt là gần đây Hungary đã nổi cơn điên sau khi Ukraine đã đóng cái ống dẫn dầu từ Nga đến Ukraine và đến Hungary, đã dẫn đến Hungary đang bị bế tắc về vấn đề năng lượng, đã dẫn đến Hungary đã tức giận khi kêu gọi châu Âu can thiệp, nhưng châu Âu vẫn không làm. Làm cho Hungary ngày hôm nay đã muốn khiêu khích Liên minh châu Âu bằng một cách là mở biên giới hãy đến Hungary. Các quý vị cũng biết rằng hiện bây giờ có hàng loạt quốc gia trên thế giới, họ cấm đường bay từ Nga đến quốc gia của họ. Vì họ sợ cái gì? Họ sợ gián điệp, họ sợ tình báo, họ sợ những kẻ quậy phá khủng bố, vân vân và vân vân. Nên là họ hạn chế tối đa cái sự Trung Nguyên nói cái sự hiện diện của Nga vào lãnh thổ của họ. Điển hình Thế vận hội Olympic vừa qua cũng có tình báo gián điệp của Nga đã trà trộn, và phía bên an ninh của Pháp đã bắt, mà Nguyên có cập nhật đó. Thì để cho các quý vị biết là những cái quốc gia châu Âu họ cấm, chỉ có vài quốc gia trên thế giới là ở tại châu Âu vẫn còn cho phép đường bay, còn phần lớn là không, hoàn toàn đã chấm dứt. Trong thời gian vừa qua thì Hungary cũng làm tương tự với nhiều quốc gia khác, nhưng bây giờ thì Hungary đã mở rộng cái vấn đề kêu là visa để cho người Nga và người Belarus dễ dàng đến Hungary hơn. Đây là cái hành động của ông Viktor Orbán đang khiêu khích sự nhẫn nại của Liên minh châu Âu. Ngay lập tức ngày hôm nay, hàng loạt quan chức đã cáo buộc Hungary, đây là Hungary đang mở cái cánh cửa gián điệp và tình báo và khủng bố của Nga có thể xâm nhập vào châu Âu một cách dễ dàng. Vì các quý vị cũng biết là khi các quý vị vào trong một cái quốc gia châu Âu, các quý vị đi qua hải quan rất là dễ dàng, không ai xét bới gì nữa. Khi các quý vị đến châu Âu rồi, các quý vị xin được một cái visa tại châu Âu thì các quý vị có thể đi du lịch bất cứ quốc gia nào trong 27 thành viên mà ít không có ai xét. Hình như là không có người xét luôn, hoàn toàn hải quan không ai xét hết. Và cái điều đó là cái điều mà người ta đang rất 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 là bất bình qua cái hành động của Hungary để ông ta trả đũa sau khi vấn đề mà Ukraine đã cắt cái ống dẫn dầu, và ông ta đã khiếu nại với Liên minh châu Âu mà Liên minh châu Âu làm ngơ, và ông ta đang thách thức cái sự kiên nhẫn và chấp nhận của châu Âu. Tháng 9 này ông ta sẽ biết. Tháng 9 này ông ta sẽ biết. Và Nguyên tin chắc là ngày mai, ngày mốt, bà Chủ tịch Liên minh châu Âu, bà Ursula von der Leyen, bà ta sẽ có cuộc nói chuyện. Và sau đó bà ta sẽ trình bày cụ thể tháng 9 này cái buổi họp châu Âu nó sẽ diễn biến ra. Ông ta sẽ biết số phận của mình. Vì nếu ông ta cà chớn, vấn đề của Hungary người ta cũng có thể làm tương tự như vậy. Cấm Hungary ban giao đi qua đi lại tại châu Âu. Để cho Nguyên nghĩ của cái nền kinh tế Hungary sẽ như thế nào.
Hiện bây giờ nó thực tế thì ông Hungary ông quậy các quý vị, một con sâu nó làm sầu cả nồi canh trong thời gian vừa qua. Thì các quý vị cũng biết đó, tình trạng của ngày hôm nay có vài quốc gia có thể nói là có những cái đường lối chính trị nó lạ kỳ, trong đó có Hungary. Gần đây thì cũng có Slovakia. Là hai cái quốc gia này mà Slovakia thì đỡ hơn. Slovakia thì đỡ hơn, nhưng mà Hungary thì quá quậy, quậy đến mức độ mà người ta bắt đầu không có thể chấp nhận được. Và có thể trong tương lai Nguyên nghĩ là Hungary có thể bị loại trừ ra khỏi. Nhưng mà cũng không cần thiết, bởi vì nhiệm kỳ của ông Viktor Orbán thì nó có giới hạn. Sau ổng thì có người khác, thì mỗi cái vị tổng thống đều có đường lối đi riêng biệt của mình cả. Đó là bản tin liên quan đến Hungary mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Tiếp theo bản tin kế tiếp là bản tin vui dành cho các quý vị nào yêu mến Ukraine. Đó là Hoa Kỳ đã đưa ra cái gói trợ cấp mới 1 tỷ 7 Mỹ Kim. Hàng loạt những vũ khí hạng nặng sẽ đổ xô về Ukraine. Gần đây thì chắc các quý vị qua cập nhật qua bản tin của chúng ta trong diễn đàn này thì các quý vị biết rằng là trong tuần gần đây đó thì rất là nhiều quốc gia đã viện trợ, nhiều lắm, nhiều vô kể. Hơn nữa là những cái bản tin vui về những khí tài quân sự ồ ạt chuyển đến. Tại sao chuyển đến giai đoạn này? Thì chúng ta đều hiểu là cái giai đoạn sắp sửa phản công. Và muốn cuộc phản công nó được thành công phải cần có nhiều trang bị vũ khí. Nên là 1 tỷ 7 này có thể nói là đến đúng lúc, đúng thời điểm mà Ukraine đang cần. Chưa nói những cái gói trợ cấp đến từ Ba Lan, từ Anh Quốc, từ Pháp, từ Đức và nhiều quốc gia khác đang ồ ạt gửi đến. Ngoài ra thì một số lượng máy bay, chúng ta biết khoảng tầm 20 chiếc máy bay F-61 sẽ gửi đến Ukraine hay đã gửi rồi thì Nguyên không biết. Các quý vị cũng biết là cái vấn đề mà gửi máy bay đó, cái thời điểm mà không bao giờ công bố chúng ta chính xác đâu, nhất là trang bị vũ khí. Bởi vì nếu công bố thời điểm chính xác là kẻ địch biết và kẻ địch sẽ tìm biện pháp để tiêu hủy. Nên lúc nào họ cũng đưa một cái thời điểm mà chúng ta không bao giờ biết chính xác hết, có thể gửi rồi hay là gửi sau này. Nhưng ít nhất là 20 mấy chiếc máy bay sẽ được gửi chắc chắn. Ngoài ra thì còn một số lượng phi công trẻ tuổi đào tạo huấn luyện khắp nơi trên thế giới đã được bằng cấp lái máy bay F-61, được mới vừa ra trường thi một mớ nữa. Mới được trước là 11 người. Mớ được này thì nó không công bố cụ thể là bao nhiêu. Sau một năm mấy đào tạo huấn luyện lái máy bay 61 và bây giờ thì họ đủ trình độ rồi, đủ trình độ để lái máy bay 61 rồi các quý vị. Và bây giờ thì nghe nói là một số lượng sẽ trở về nước để cho chuẩn bị cái cuộc tác chiến kế tiếp trong những ngày kế tiếp. Nên là bây giờ phải nói là bây giờ cái gì Ukraine cũng có, chỉ chờ thời cơ thôi, chờ gió đông thôi. Bây giờ Nguyên nghĩ là cái gì cũng đủ rồi đó. Bây giờ là máy bay cũng có thể có rồi, mình cũng không rõ chỗ nào nữa. Thực tế hiện bây giờ cũng không có rõ về vấn đề máy bay, nó rất là bí mật, nó vẫn là một con số ẩn về vấn đề máy bay mà Nga cũng đang thăm dò khắp nơi là máy bay F-61 để ở đâu. Chúng ta biết là một số lượng phi công đã trở về nước đợt trước và đợt thứ hai ngày hôm qua đã chính thức công bố một số lượng phi công ở nhiều quốc gia đã đủ tiêu chuẩn trở về tác chiến với máy M-61 rồi. Thì bây giờ viện trợ của Hoa Kỳ cũng sắp đến và viện trợ của nhiều quốc gia khác cũng sắp đến. Thì nó, người ta thấy nó quá đầy đủ rồi. Nó quá đủ để mà có một cái cuộc phản công quy mô lớn để lấy lại lãnh thổ mà đã mất trong tay của Nga trong thời gian vừa qua. Phản công ở đâu tất nhiên sẽ không được tiết lộ. Chúng ta cứ chờ đợi bản tin. Chừng nào phản công cũng không được nêu rõ. Nhưng chắc chắn nó sẽ có. Chắc chắn nó sẽ có. Và đặc biệt là nó sẽ có trước tháng 11. Nó phải có trước tháng 11. Bởi vì tháng 11 là một cái vấn đề quan trọng trong vào tháng 11. Nó sẽ có cuộc phản công trước tháng 11. Nên là từ đây tới tháng 11 chắc chắn là có cuộc phản công, một cuộc đánh lớn. Tuy rằng gần đây cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga cũng đang rất là khốc liệt ở khu vực Donetsk mà Nguyên thường xuyên cập nhật. Và chính Tổng thống Zelensky ngày hôm nay đã thừa nhận tình trạng ở Donetsk vô cùng nguy kịch. Lực lượng của Nga và Ukraine đang giao tranh một cách khốc liệt ở khu vực để giành từng tấc đất nhỏ. Cái điều này không tránh khỏi các quý vị, cuộc giao tranh ngày hôm nay hai bên đều muốn tạo ra một cuộc thắng lợi. Nga thì đang muốn chứng minh rằng dù Ukraine có những sự viện trợ mới, Ukraine cũng không làm được gì.
Tuy Khanh thì muốn chứng minh cho rằng là từ giây phút này, tình trạng của cuộc chiến có sự thay đổi lớn và chúng tôi không e ngại tấn công quy mô lớn. Wow, tình trạng đang khẩn cấp, nhiều sự việc đang lo lắng. Nhưng mà để Trung Nguyên cập nhật vấn đề của ngày hôm qua và chúng ta biết được cụ thể hơn cuộc tấn công và quy mô lớn ngày hôm qua của Ukraine tấn công vào hai căn cứ không quân của Nga, một cái kho chứa dầu của Nga, các thiệt hại cụ thể nó như thế nào? Cụ thể cái cuộc tấn công ở tại căn cứ không quân sâu tuốt ở trên gần biên giới Phần Lan 1.800 cây số. Thì các quý vị cũng biết là cái lâu lâu Ukraine mới tấn công với một cái quy mô lớn như vậy. Thì là Ukraine ít nhất là tiêu hủy một chiếc máy bay thả bom của Nga. Ít nhất. Thì các quý vị cũng biết là loại máy bay mà TU rồi 22M gì đó, loại máy bay mà thả bom của Nga ít nhất là một chiếc. Đó là một cái điều mà chúng ta xác nhận. Và cái nơi chứa dầu của Nga nó đã bốc cháy mà Nga phải mất hết 2 ngày 2 đêm để mà dập tắt. Thì ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì bắt đầu mới cái đám lửa mới bắt đầu ngừng cháy. Để chúng biết là cái sự thiệt hại của Nga nó cực kỳ là nặng nề trong cái cuộc tấn công cách đây vài ngày. Chúng ta đã thấy rõ được là trên đã tại mặt trận biên giới giao tranh. Thì cụ thể Trung Nguyên nói là Nga vẫn chiếm một phần ưu thế. Phải nói là Nga vẫn là kèo trên. Nguyên xác định cái điều đó. Theo cái sự nghiên cứu của Nguyên đánh ở tại tổng cộng là 6 mặt trận. 6 mặt trận từ ở khu vực gần Kharkiv đến những khu vực Donbass, rồi cả xuống khu vực Zaporizhia. Thì Trung Nguyên nói đánh 6 mặt trận thì Ukraine chiếm ưu thế 2 mặt trận, Nga chiếm 4 mặt trận ưu thế. Thì Trung Nguyên nói Nga vẫn là kèo trên. Nga vẫn là kèo trên vì có nhiều mặt trận Nga vẫn chiếm ưu thế. Nhưng mà ở tại giao tranh thì Nga cao lắm lấy một lần là lấy được mấy trăm mét, 100 mét, 200 mét như vậy. Nhưng cái sự tổn thất của Nga thì nó cực kỳ là nặng nề. Đặc biệt là những cái hậu cần của Nga ở tại trên lãnh thổ đã không còn có đủ khả năng bảo vệ. Hiện bây giờ thấy rõ được là cái phòng thủ của Nga nó trống lỏng. Bây giờ những căn cứ không quân, những căn cứ hải quân, những căn cứ bộ binh của Nga nó dễ bị tiêu hủy một cách dễ dàng. Nó thực tế chắc như vậy, nó dễ dàng bị tiêu hủy. Một cách mà máy bay không người lái của Ukraine có thể đi vào lãnh thổ của Nga một cách dễ dàng mà Nga không hề hay biết. Và khi lúc mà Nga biết rồi thì Nga cũng không có vũ khí để ngăn chặn nó. Nga cũng không có vũ khí để ngăn chặn. Để cho thấy rõ được là hiện bây giờ cái phòng thủ trên lãnh thổ của Nga nó vô cùng lỏng lẻo. Nó hoàn toàn không có còn có đủ khả năng sức phòng thủ những cái nơi trọng yếu. Và cái điều này thì gần đây nhất thì phía bên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga đã vấy lên một cái tiếng vang và cho rằng là chúng ta phải củng cố cái phòng thủ, tăng cường lên. Bởi vì những nơi trọng yếu khác nó không chỉ có đơn giản là những nơi căn cứ không quân, nó còn có những nơi nghiên cứu vũ khí và cả luôn những nơi phóng hỏa tiễn hạt nhân, và kẻ địch đều biết chỗ đó hết. Nên là hiện bây giờ thì Nga cũng đang nhức đầu nhức óc để chạy đua để sản xuất hệ thống phòng không để bảo vệ những chủ tâm trên lãnh thổ của mình. À, cái điều này Trung Nguyên nói với các quý vị nha. Tương lai của đất nước Nga, dân Nga sống càng ngày càng khổ vì tất cả tiền bạc nó đổ xô về vấn đề sản xuất vũ khí. Khi lúc đó vũ khí không bán ra được ra tiền mà vũ khí chỉ để cung đắp cho cuộc chiến. Một đồng tiền và sức lao động, mồ hôi nước mắt của người dân Nga nó chỉ đổ xô cho cuộc chiến mà đem nhiều đẫm máu và làm cho nền kinh tế của Nga suy yếu dần và mòn mà thôi. Vì các quý vị cũng biết mà, chúng ta sản xuất cái gì đó là chúng ta phải bán, chúng ta phải tiêu thụ và chúng ta bán ra tiền, chúng ta trả cho công nhân và chúng ta tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy. Còn bây giờ chúng ta sản xuất ra một trái bơm, một cái quả tiện, chúng ta nói cái bùm, mật hạch, nó không lợi một đồng bào xu các bạn nào. Thì cứ tiếp tục ngày qua ngày, tháng qua tháng, giống như chúng ta đốt tiền qua cửa sổ vậy đó. Dù có nhiều tiền cách mấy, cái nguồn tiền có nhiều cách mấy, một giai đoạn nào đó nó cũng cạn kiệt. Và sức chịu đựng của người dân Nga nó cũng phải cạn kiệt. Và sức chịu đựng của người dân Nga chịu đựng đến được bao nhiêu? Chúng ta không rõ. Một giai đoạn nào đó đất nước sẽ dở bờ và đất nước Nga sẽ gớt vào trong hỗn loạn. Chính đất nước Nga sẽ là người tạo ra cái hỗn loạn cho Putin. Trường hợp này đã có xảy ra trong thời gian gần đây ở nhiều khu vực khác, chứ không phải nằm trong những cái thành phố lớn. Nhưng mà đã có nhiều cái khu vực mình kêu là nơi mà nhiều người dân tộc thiểu số hay là mình kêu là dân tộc địa phương đã đứng lên biểu tình
nhiều vấn đề về vấn đề quyền lợi mà họ đã không còn có tồn tại, đặc biệt là vấn đề y tế. Vấn đề y tế ngày xưa họ có sự trợ giúp y tế, bây giờ không còn nữa, vân vân và vân vân. Nó là gần đây nhất thì có cuộc xung đột, mới như cách đây vài ngày thì có cuộc xung đột giữa dân tộc ở khu vực miền Nam đất nước Nga với lực lượng chính thống của Nga đã có cuộc xung đột xả súng. Chuyện này sẽ tiếp diễn và thường xuyên xảy ra trong những ngày kế tiếp. Đây cũng đã thấy rõ được những dấu hiệu cho chúng ta thấy được sự suy yếu của Nga dần với thời gian, các cô chú và anh chị em. Và bây giờ, trước khi tạm biệt cùng các quý vị, cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em cái vấn đề liên quan đến cái đảo Crimea một chút xíu. Các quý vị cũng biết là gần đây những tin đồn rất là nhiều về đảo Crimea, rằng là một vị tướng lãnh hàng đầu có cái trách nhiệm là giải cứu miền Nam. Ông ta đã đưa ra một cái chiến lược cụ thể, ông ta là kêu là cái chiến lược có thể thực thi và nó cụ thể có thể thành công về giải phóng đảo Crimea. Ông ta đã trình bày cái chiến lược của mình do với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tham mưu trưởng và Tổng thống Zelensky. Cái chiến lược này được nhiều người ca ngợi là cái chiến lược đạt được có thể thành công. Cái điều mà Nguyên có nói trong diễn đàn đó là không thể nào có một cái chiến lược như vậy mà công khai cụ thể cho thế giới biết hết. Vì nếu mà công khai thì kẻ địch sẽ phòng thủ, và cái điều đó Nguyên không tin. Thì theo Nguyên nhìn nhận định của Nguyên thêm một lần nữa, nếu Ukraine có tấn công, đặc biệt là trong cái bản đồ ngày hôm nay cuộc giao tranh, thì Nguyên thấy cái miền Nam Kherson là cái miền hiện bây giờ không thấy có dấu hiệu gì cả. Đối với Nguyên, cái nơi nào im lặng nhất sẽ là cái nơi sóng gió sau này. Nên là theo Nguyên nghĩ, cuộc phản công của Ukraine sẽ chú tâm ở khu vực Kherson chứ không phải là đảo Crimea hay bất cứ một nơi nào. Vì nếu tập trung vào khu vực miền Bắc, là khu vực mình kêu là Donetsk hay là Lugansk, là cái khu vực mà lực lượng Nga cực kỳ là mạnh ở chỗ đó, lấy cứng chọi cứng sẽ không đạt được hiệu quả và tổn thất nặng nề. Cái nơi có thể nói là yếu nhất của đất nước Nga, phòng thủ của Nga ngày hôm nay, đối với Nguyên nó nằm ở miền Nam Kherson. Và chỉ cần Ukraine phối hợp bộ binh và với không quân F-16 có thể tạo ra cái thành tích lớn lao và cuộc thành công lớn hơn, và có thể giải phóng được miền Nam Kherson trong tay của Nga. Bởi vì ngày hôm nay Nguyên thấy cuộc giao tranh nó đang nằm ở khu vực miền Bắc, mà miền Nam hình như nó không có một cái tiếng pháo. Và cái điều đó đối với Nguyên là một sự lạ kỳ. Và khi lúc đó cái biên giới giao tranh nó dài lắm, 1000 mấy cây số, khi ở miền Nam lại im lặng như vậy, thì thường xuyên khi sự im lặng là chuẩn bị cho cuộc sóng gió mới. Đó là theo cái nhìn cá nhân của Nguyên mà thôi. Một lần nữa, Nguyên cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay với cuộc chiến tranh Ukraine và Nga và nhiều bản tin sôi động và hấp dẫn. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị lúc nào cũng dành thời gian vào trong diễn đàn. Và cho Nguyên ngừng chương trình ở đây. Chúng ta gặp lại. Đêm nay ta thức trắng hướng về Tunisia, bên kia bờ xa xăm dân gào thét tự do, phừng phừng trong lòng ngực ngọn lửa Tunisia làm trái tim ta đau nhói, mơ ngọn lửa quê nhà Tunisia. Tunisia, chỉ cần một lời, chúng tôi đòi tự do, chúng tôi đòi tự do. Cút đi quân độc tài, quân độc tài, chúng tôi không sợ ai. Freedom for Tunisia, freedom for Vietnam. Việt Nam ơi, tuổi trẻ ơi, chỉ có con đường sống đời đi thôi.
niềm duy nhất cứ nguy giống nòi, vung lên đi những trái tim cách mạng ngọn thuốc nhân quyền phải thắp chính thân ta. Đau biết mấy dân ta nhìn về quê hương tôi, tuổi trẻ Việt Nam ơi, nhìn tấm gương Tunisia ngời sáng, đây tấm gương tiên nhân đời đời, kia non sông tan tác tả tơi. Tunisia Việt Nam, chỉ cần một lời, chúng tôi đòi tự do, phá tung tích viên, xóa tan bạo quyền, freedom for Việt Nam, la liberté, pour la Việt Nam. Nam ơi, tuổi trẻ ơi, chỉ có con đường sống tới đi thôi, con đường duy nhất cứ nguy giống nòi, vung lên đi những trái tim cách mạng ngọn thuốc nhân quyền phải thắp chính thân ta. Vì đất nước Việt Nam, Việt Nam ơi, tuổi trẻ ơi, freedom for Việt Nam, la liberté pour la Việt Nam, freedom for Việt Nam, la liberté pour la Việt Nam. Freedom for Việt Nam, freedom for Việt Nam, freedom for Việt Nam.